sung nữa không? Thôi ăn sung xót ruột quá à. Ờ. Với lại cũng trễ rồi, chắc chú không dám ra đâu. Nhà của anh mà không được. Anh của anh đang muốn bắt tôi. Ý, cái gì nhà tôi ở trong đó, tôi không có về nhà được đâu. Sao vậy? Thì tôi nói cái vụ mà tôi lên núi ở, cái cha chửi tôi. Ai biểu nói làm chi? Ủa, cô nói cái vụ đó được mà. Thì tôi nói, nhưng cha anh phải thấy khác. Rồi sao? Cha anh ép anh không chịu, anh bỏ đi luôn hả? Không có, cha đuổi. Đuổi gì? Tôi tính là ban ngày tôi ở đây ăn trái sung, đêm thì chú vô đình ngủ, nên tôi không có giúp gì được cho cô đâu. Nằm đây hướng trái sung ăn cũng vui, nhưng mà ăn sung xót ruột quá. Có câu, chỗ nào nguy hiểm nhất là chỗ đó an toàn nhất. Ủa? Anh của anh đang rình bên nhà của tôi. Không ấy, anh chỉ đường nhà của anh đi. Tôi ghé nhà anh tôi ăn miếng cơm được không? Không, không được đâu. Ủa, mà sao anh hai tôi rình nhà tiểu thư làm gì? Mà thôi, anh không hiểu đâu. Phải chi mà anh về với tôi thì đỡ quá. Có anh cứu giùm. Chứ lỡ mà anh về có gặp á thì cũng không hại tôi. Nhưng mà cái đó anh giúp được mà, giúp tôi đi. Thôi đi mà, thấy đàn bà con gái gặp nạn phải cứu chứ. Nhưng mà tôi, cha đuổi tôi rồi, tôi không dám về đâu. Tôi năn nỉ mà. Thôi mà đừng có xin cái gì nữa mà. Đi mà. Xin xỏ gì? Cha ơi. Ôi. Cha ơi cha. Ừ. Ủa. Con. Đó, cha tôi đó. Tiểu thư muốn xin gì tiểu thư xin đi. Tiểu thư đây là con nhà phú ông mà. Nghe nói thằng Tính nó đang làm khó dễ bển phải không? Thiệt. Thật là thất lễ. Dạ không sao. Miễn sao ông cho con tá túc đêm nay. Mà lỡ anh về. Sợ cô chê thôi. Chứ cô chịu ở đây là vinh hạnh cho gia đình tôi lắm. Hứa với cô á, thằng Tính mà nó về hả, nó không dám làm gì cô đâu. Dạ, nhưng mà con đói quá, cho nên con nhờ ảnh dẫn con về xin chút đồ ăn thức uống, chứ không phải là anh muốn. Đúng, tiểu thư nói về là đúng á. Đúng sai cái gì ở đây? Dạ. Vô trong nhà lo cơm nước cho tiểu thư ăn đi. Lẹ lên. Dạ. Dạ, mời cô. Dạ. Mà tôi hỏi thiệt nghe, Dương Tôn công tử tới nườm nượp như vậy, sao tới nỗi tiểu thư không lựa được ai sao? Nhưng mà ông chắc cũng nghe câu là vô duyên đối diện bất tương phùng. Có gặp vua chú hoàng tử mà không phải duyên cũng đâu có được đâu ông. Đúng rồi đó. Tiểu thư, tiểu thư ăn món này đi. Gà kho gừng này cha ta làm ngon lắm á. Món này á, tiểu thư ăn thử coi có lạc không. Nếu lạc á, thì mình thêm một chút muối. Món này là phải gừng cay muối mặn mới ngon à. Đúng không cha? Gừng cay muối mặn. Hôm bữa anh Tính qua kén rễ, ảnh có nói câu này nè. Câu này của anh hả? Đúng rồi. Lâu lâu á, tôi vẫn nói chữ dạy tụi nó chuyện này chuyện nọ. Nhớ đâu thì nói đó vậy mà. Hôm bữa thằng anh nó đang quạo, nó không chịu mở miệng nói một tiếng nào. Nhờ nó chọc anh nó nói, mà anh nó biết cách chọc tiểu thư đó. Vẫn là anh sao? Gì nhìn dữ không? Thôi có gì từ từ nói. Lo ăn cơm đi. Dạ.